Thì bây giờ trước khi mà chúng ta điều trị thì thầy xin được đọc tên để giới thiệu từng bệnh nhân, từng ông chủ tịch dắt bệnh nhân về để cho cha và chính quyền địa phương ở đây người ta nắm rõ được mình và cha cũng biết được bệnh nhân đó là ai để mà quá trình điều trị được diễn ra tốt đẹp. Đầu tiên thì thầy xin mời ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Ba Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đưa bệnh nhân Nguyễn Văn Tích sinh năm 1959 ung thư phổi chưa xạ trị quá trị. Xin mời chủ tịch đứng lên và bệnh nhân đứng lên cho cha được cha cùng cộng đoàn được biết. Rồi xin mời ngồi. Bệnh nhân thứ hai do ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đưa bệnh nhân Lê Thị Hậu, bệnh ung thư gan di căn phổi. Bệnh nhân đứng lên. Rồi, chủ tịch đứng lên. Bệnh nhân tiếp theo do ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường 8, thành phố Bến Tre. Chúng ta hãy cho trà pháo tay. Đưa hai bệnh nhân về đó là Nguyễn Phan Huy Dũng, bị suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân Trương Thị Hạnh, ung thư tuyến giáp. Hai bệnh nhân đâu đứng lên cho mọi người cùng xem. Bệnh nhân tiếp theo do ông trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thạch Lạc, Thạch Hòa, Hà Tĩnh dẫn bệnh nhân Trần Văn Phú, ung thư phổi. Ông chủ tịch đây đã từng đưa một bệnh nhân về, đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng. Xin mời ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre đưa bệnh nhân Hồ Thanh Tùng, ung ác, truyền được tiếng. Hội Chữ Thập Đỏ bệnh viện huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đưa bệnh nhân Nguyễn Thị Xíu. Xin mời chủ tịch và bệnh nhân đứng lên. Đại diện là cha Giang Kim, Võ Trọng, đại diện thay mặt cho chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòa Hưng, Dòng Riền, Kiên Giang đưa bệnh nhân Trần Văn Quý. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang đưa bệnh nhân Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Sơn. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đưa bệnh nhân Nguyễn Văn Thượng. Chủ tịch Hội Nông Dân xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đưa bệnh nhân Phan Văn Xanh, Võ Minh Khiêm, Đinh Ngọc Tuấn. Và đây là chủ tịch Hội Nông Dân cũng đã từng đưa bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân về đây. Rồi xin mời chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Phước Ti, huyện Ba Chi, Bến Tre đưa bệnh nhân Trương Thị Nguyệt. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lộc Thạnh, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đưa bệnh nhân Trần Thị Mầu. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận đưa bệnh nhân Đoàn Thị Ái. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn tỉnh Gia Thanh Hóa đưa bệnh nhân Nguyễn Vũ Nhân. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương đưa bệnh nhân Bùi Thiện Hoàng, ung thư dạ dày. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Xuân Thái, huyện Như Thanh đưa bệnh nhân Chu Đình Tháp. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đưa bệnh nhân Võ Thị Rạng. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Trụ, Long An đưa bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hưng Nhượng, Dòng Trơm, Bến Tre đưa bệnh nhân Đặng Văn Liêu. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòa Phú, Châu Thành, Long An đưa bệnh nhân Quỳnh Thị Trinh, Nguyễn Quốc Lộc, Phạm Văn Thọ. Chủ tịch Hội Nông Dân xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long đưa bệnh nhân Trần Thị Chén. Đó là tất cả các chủ tịch các ban ngành đã đưa các bệnh nhân mới lên về đây. Xin được trình diện với cha, xin cha đón nhận và giúp đỡ điều trị cho họ.
trong số các bệnh nhân là trong số các bệnh nhân mà thầy vừa giới thiệu đó, thì có bệnh nhân nào đi lên bệnh viện để khám lại và có bệnh nhân nào ở lại đây? Số các bệnh nhân này thì có một vài ca phải bổ sung hồ sơ và bệnh viện mà các thầy chỉ định ở bệnh viện ở trung tâm Medic Hòa Hảo, và có một số bệnh nhân đã đủ hồ sơ sẽ được trực tiếp cho nằm lại đây để trực tiếp điều trị. Xin trình bày với cha như vậy. Hôm nay là chúng ta tiếp nhận 25 ca ung thư, thì cho thấy số lượng này không phải là nhỏ. Như vậy thì các thầy có sẵn sàng chiến đấu với 25 ca này không? Dạ, xin chúng con là những thầy thuốc. Chúng con là những thầy thuốc chữa bệnh ung thư. Chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cho những người mắc căn bệnh ung thư được Phật Đỏ dắt về đây. Thì cũng xin quý cộng đoàn chúng ta hãy cố gắng hỗ trợ và nâng đỡ cho các thầy để các thầy sẽ tiếp tục để sẵn sàng để chữa bệnh tốt cho các bệnh nhân. Xin được trình bày. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là các thầy đã sẵn sàng đón nhận các bệnh nhân để chữa bệnh. Còn cha chỉ là người chứng nhận thôi. Cha chỉ là người thay mặt các nhà khoa học để chứng nhận công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Rồi có chính quyền địa phương, chính quyền chữ thập đỏ ở đây, và có các bệnh viện lớn phê duyệt. Thì ở đây cha mới hỏi các thầy rõ ràng trước mặt bá quan trang võ, để mai mốt cực khổ các thầy không được bỏ cuộc, đúng vậy không? Rồi để bệnh nhân mà đài ải các thầy không được quả quọ, cha thủ thành thắng về cha nhiều hơn. Rõ ràng là các thầy đã hứa với các bạn rằng là các thầy sẽ cố gắng, nhờ cộng đoàn hỗ trợ các thầy sẽ cố gắng. Thì chúng ta cho các thầy một tràng pháo tay nữa nha. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái ấp vùng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là có chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội, đầu ngành của đất nước Việt Nam, và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy. Thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha. Và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai, danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không? Đem lại chứng cái bột liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi. Nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây. Ai chữa cho nổi con? Chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1.000 ca ung thư mà 1.000 thập đỏ dắt về vẫn chữa được như thế. Mà 1.000 ca ung thư mà không có 1.000 thập đỏ dắt về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1.000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy. Nhưng mà con hỏi lại là 1.000 người đó đều có 1.000 cái nón bảo hiểm và 1.000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1.000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không?
cuối cùng nó chạy ngổn ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1.000 ca ung thư, nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó. Mà cũng 1.000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết. Mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ, vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật, một tuần cho nhận có một ngày một, vào lúc 7 giờ sáng đó là cha dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô ca, 4 giờ sáng vô ca, 2 giờ trưa vô ca. Trời ơi, làm riết rồi cha đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày Chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày Chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi, chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cha tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà hãy cha mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, chúa ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Nói nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nhắn từ dân, gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày Chủ nhật, cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ 6 nè. Ừ. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ 2, ngày thứ 3 gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ 6, chú đúng ngày Chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ 3. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ 2 đâu mà. Hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ 4 nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ 6, chứ đúng ra Chủ nhật lên con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ con không ai ăn tiền đó luôn nha. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore, chân dân, hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về. Mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt.